ta nói nó chán không muốn nói luôn. Ừ, chưa gì chưa trời. Mày ngủ tới giờ này rồi chưa trời, chưa tập rồi mới dậy. Vô ăn cơm nè, quỷ nhỏ. Ừ, tao đang ăn cơm gì vậy má? Ừ. Vô ăn cơm nè, mày ăn cơm cá đi hồn chiên ngon chết nè. Ôi, tụi ăn cá chiên đâu, cá chiên gì mà chiên, chiên gì ngon mà cá. Chưa muốn ký là cá chiên ngon chết không ăn. Đi ăn gì, ăn gì, ăn cay là ăn gì. Ăn cá chiên còn ăn cơm á. Ăn đói. Ừ, dễ, tao dễ mày ơi. Hả? Má ăn cơm gì má? Má mày có đuôi không mà nói vậy? Cá chiên nè. Cá chiên hoài vậy. Nữa gì mà nữa. Cá chiên nhận qua ăn không hết nên là chiên người ta ăn. Nỡ đâu muốn tiền của bạn mua đồ ăn nữa mày. Mày, chứa hả mày? Ừ, bộ mà. Trời, tao dễ mày ơi. Không ăn coi nào đâu. Ờ, má ăn cơm gì nữa? À, nay đổi món rồi. Ăn cá rồi. Hả? Ăn cá gì vậy? Trời ơi, nghe cá. Ăn chiên hoài nó cũng ngán thôi, nay ăn cơm với cá rác nè con. Cá khác nhau có gì đâu. Hả? Chiên với rác nó khác nhau mày hiểu không? Cá rác khác, cá chiên khác. Khác là chữ rác đó. Không ăn đâu. Mẹ ăn hả? Mẹ ăn thôi à. Trời ơi, tao dễ lắm mày ơi. Mẹ ăn rồi nè, cháu chán chịu. Nên cá chiên nữa hả mà? Hay là cá rác? Cá chiên đâu ăn hoài, tiền đâu mua cá thì ăn hoài. Trời ăn cá cái này. Vậy ăn cái gì vậy? Cá to nè. Cá điêu hồng có lạc ngon lắm, vô đi ngồi ăn đi. Hả? Ăn thì ăn, mệt chết luôn vậy. Tiến ăn với ai, tiến ăn với tao không mày? Trời ơi xin lỗi à, đóng cửa thôi con. Em tuổi sao chừng cái đàng hoàng hả mày? Ủa mẹ, làm gì vậy? À, tao đây kiếm bột để làm bánh canh tết nè. Ê, cho con làm gì? Thôi thôi đi ông nội. Nội đụng vô những đổ bể trơn á, tan đàn sẽ nghe trơn á. Làm ơn ngồi yên chị củi giùm con. Tao biết rồi. Nè con má, hôm nay Tết hôm nay mà nực hơn năm rồi nhiều lắm luôn. Rớt mắt kìa. Thôi để con quạt cho. Thôi má ơi, con đang đây bộ. Bụi bay thật lưng. Thôi để con quạt cho, có gì đâu trời. Mày vui không? Con đi nha. Tay mày đâu rồi con ơi? Ủa, giờ này lại rồi đó hả? Đâu lại nhầm thử cái tết nào cái lỗ chôn mày nè, coi như vừa chưa? Hả? Coi như vừa chưa? Chuyện là 2 năm về trước, có người phụ nữ hiền hậu, nết na, nhu mì, duyên dáng, hậu hoa con này. Mày, tao có làm ra thức thức gì không? Tao xinh đẹp, rất trai, hiền hậu, đâu ca thầy mỹ, dịu dàng nhất cái xóm này là tụi bay. Ủa má, sao nhân sắc má trường còn vậy? Má vẫn xấu y chang hồi xưa. Tao nói mày nghe, nãy cho tao dừng mày hiểu lắm. Chị gái lại qua chơi nhà. Trời ơi chán. Nhà cơm nước rồi ăn chưa cưng mà sao ngồi làm ghế vậy? Em ngồi em ăn dừa thôi mà. Chị có duyên ghê. Chắc cái đầu như Lisa vậy đó. Trời ơi chị thì không có được gì ăn chân cưng. Chọn trai chị đi Sài Gòn vậy mua chị mấy con cua biển mặc thù lưu. Ủa mặc con cưng á. Ờ thì con cua nó mặc con em. Thì chị dòm lại đi em. Chị khác nhau chỗ nào? Chị nói gì vậy? Thôi ôi nè nè qua định qua bưng cho cưng ăn mà thấy có ba con cái chị không đủ sĩ giác cho chị á. Công nhận chị vừa giàu chị vừa sang mà chị còn có duyên ghê vậy. Ơ mà cưng ai được gì ăn chắc cá được không chị, chị biết mà trời ơi nhà ăn cá quen chị ăn cua với cỡ ngán ngán lắm. Ờ thì nhà em không có nhiều, nhà nghèo đâu có được con trai mua cua chập bá gì đâu. Ờ bây giờ chắc em cũng dọn cơm em ăn á chị. Ấy à cái cơm đi ta ăn cái mày con cái giờ này đủ chưa hết ai thì chịu mày. Trời ơi mình thì không có gì ăn nhiều lắm á. Ăn đi chị. Chị ăn cua ngon chị ăn được cái ba con em được con 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 quần cho xíu đi à. Ăn chị trời em ăn cua chúng mẹ trời ăn đi trên đất dòng mình trong chị đã trở lại rồi đây a hi hi. Ủa cám mày làm gì mà mày ngồi lấy ghế lấy ơm lên chân vậy? Chị đã không qua chơi mày nè. À em mới sắp đổi cho nghỉ chút đi kho đồ ăn ăn cơm. Ơi mà chị nhìn làm em mình có ở đây trời ơi không ở đây ở mẹ rồi đi ở mất công đi qua lại chi cho mất công cực không không rồi bánh trung thu ăn hết chưa để tôi quá đem qua hộp khách cho. Thôi thôi đi đừng nhắc bánh trung thu của tao nữa. Nghe bà cho tao hộp ăn bỏ cơm ba ngày.
Dạ chưa hết ngán nữa. Mà bữa nay mày được gì ăn cơm? Trời ơi, thuyền con của em nó đi ra ruộng chị ơi. Nó mò nó bắt được đâu mớ tép nhỏ chút để về nó khó ăn cơm kìa. Cực khổ, nó đi dài đi ơi, kiếm đồ ăn vậy luôn hả? Trời ơi, chị thì chị có khoe ra cơm. Trai chị á, nay đi chợ nè, nó mua cho chị á cả ký luôn, cơm tôm càng lỗi nhất luôn nè cưng. Về cho chị ăn chơi thôi đó, ăn chơi thôi. Không cần mà ăn cơm gì hết trơn á, trời ơi. Chị ơi, chị muốn khoe. Tao thề với mày luôn là tao muốn khoe khuyết gì trơn. Trời ơi, bán quỷ này mà khoe gì. Có khoe con, chị không có khoe. Chưa bao giờ khoe. Chị xuống ghê. Có ai mà phước đức ba đời chắc có được chứ chị à. Con lộn rồi nè má, mà má lộn đi. Cứng quá con lộn được. Thời đất ơi, có bao nhiêu đó lộn cũng xong nữa. Thôi đem ra cái lộn đi ơi. Chị đợi em xíu nha. Trời ơi, lỗi chị nghe, để em lộn như bé cho nghĩ nó con nha. Lộn nhỏ xíu này lộn cũng được nữa, không hiểu nếp nào lộn được nữa. Hả? Đợi em xíu à. Khi bạn kèn ăn. Biết có gì ăn nhiều không? Má! Tao bỏ gì tôi lại tao xuống bắt cậy. Trời ơi, ngoại mày cho hai cái thằng riêng mày thơm đừng chết, thúi thúi làm kìa. Thúi chết, bỏ đi bơi, bỏ đi. Chưa tới nữa rồi đó, tới rồi đó. Ai mà biết mày, mày biết không á. Mày biết mới tắt thằng riêng vừa ngon được kì mày ơi. Nó trời nóng nóng mà bước ly sầu riêng dòng sữa thì trời ơi nó thơm mà nó béo ngon gần chết vậy à. Trời ơi cái gì vậy trời. Trời ơi ý sao con ngồi chịu hiểu cấp vậy. Chiều qua em thấy hả mẹ con ôm cái sầu riêng đi suốt ngày con ăn đâu có được nên đó. Hả? Quyết định đâu buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Chị đã trở lại rồi đây a hi hi. Ủa Cám, mày làm gì mà mày ngồi cái ghế lơ lửng chân vậy? Chị đã không qua chơi mày nè. Mới sắp tội cho nghỉ chút đi kho đồ ăn cơm. Mà chị đi làm đêm mình có ở đây. Trời ơi, qua đây ở mẹ rồi đi ở mất công đi qua lại chi cho mất công cực không? Hả? Rồi bánh trung thu ăn hết chưa? Để tôi quá đem qua hộp khách cho. Thôi đi, đừng nhắc bánh trung thu của tao nữa. Nghe bà mà cho tao hộp ăn. Bỏ cơm 3 ngày luôn vậy, chưa hết ngán nữa. Mà bữa nay mày được gì ăn cơm? Trời ơi, thuyền con của em nó đi ra ruộng chị ơi. Nó mò nó bắt được đâu mớ tép nhỏ chút để về nó khó ăn cơm kìa. Cực khổ, nó đi dài đi ơi, kiếm đồ ăn vậy luôn hả? Trời ơi, chị thì chị có khoe ra cho cơm. Trai chị á, nay đi chợ nè. Nó mua cho chị á, cả ký luôn. Cơm tôm càng lỗi nhất luôn nè cưng. Về cho chị ăn chơi thôi đó, ăn chơi thôi. Không cần mà ăn cơm gì hết trơn á, trời ơi. Chị ơi, chị muốn khoe. Tao thề với mày luôn là tao muốn khoe khuyết gì hết trơn. Trời ơi, bán quỷ này mà khoe gì. Có khoe con, chị không có khoe. Chưa bao giờ khoe. Chị xuống ghê. Có ai mà phước đức ba đời chắc có được chứ chị à. Con lộn rồi nè má, mà má lộn đi. Cứng quá con lộn được. Thời đất ơi, có bao nhiêu đó lộn cũng xong nữa. Thôi đem ra cái lộn đi ơi. Chị đợi em xíu nha. Trời ơi, lỗi chị nghe, để em lộn như bé cho nghĩ nó con nha. Lộn nhỏ xíu này lộn cũng được nữa, không hiểu nếp nào lộn được nữa. Hả? Đợi em xíu à. Ủa má, nó ăn cơm cái gì vậy? Các bạn ngủ luôn đi, giờ này mày dậy làm gì nữa? Nó ăn cơm thịt heo không dịch tới mày. Mày đang ăn là thịt trọng hồi tắt, mày bớt ăn cơm thì rồi dữ dàng nghe, tao đi ruộng tới à. Không biết rồi, tắt liền à. Cắn. Cái hồ độc vậy, tao đâu có điên đâu mà vậy. Quên.
gỗ nè. Ủa mà lấy gỗ đi đâu vậy? Tao đi xúc tép mày ơi, nó mặn vô kìa, cá tép nổi đầu lên trơn. Con đi nữa, con đi nữa, con xúc nữa. Ở nhà giùm con nha ông nội, ông nội ở nhà giùm con đi, mày đi đàn không được tính sự gì trơn á. Chị con ngồi bên bờ. Chị khô eo khô cằn vậy sao xúc cá? Đằng kia kìa ông nội con, nước mặn vô kìa, cá cua đồ nhất. Mày đứng đó đó, mày mà bước xuống là tao chặt liền đôi giò giục ngay liền đó. Trời ơi, xuống ngủ mà. Biết à, chị có quanh kia con ngồi. Mệt. Ơ, được gì cho vậy má ơi. Bằng nửa tiếng đồng hồ rồi, không có gì cho như Quy. Ê, xúc vậy không biết chừng nào mới có ăn nữa. Ê, mày quay lưng lại coi. Hả? Quay lại làm gì? Trời ơi, trời má ơi, trời má ơi. Mày bình tĩnh coi, mày đứng yên coi. Trời ơi, đây mà bình tĩnh, nó nghe cái gì? Nó làm vậy, bình tĩnh. Gì vậy? Cái gì đau chết rồi. Vô duyên. Lần đầu tiên thấy mày có tin đời không Quy? Chưa bao giờ thấy được như vậy đâu Quy. Con của má mà. Thì rồi mày nằm đó mày ôm chó bấm điện thoại hoài đi. Đi vô nấu cơm nấu nước tao đi ruộng về có cơm ăn ngay kìa. Chưa chúc con đi. Mày bấm đi, mày bấm đi. Tao thồn cũng tối cái điện thoại vô họng mày bây giờ nha. Ôm chó suốt ngày à. Lúc nào đây. Đúng đường trời. Nhanh lên nè, nhanh lên nè, tao đi ruộng nè. Về không có rồi biết à. Nhốt cho tao về anh coi mày. Xin thêm con nữa nha.